quản lý đón trả khách dọc đường bằng cách chọn lọc video khi cửa mở. Tính năng mới giúp các nhà xe tăng lợi nhuận nhưng lại tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy cùng xem video nhé! Đầu tiên, ta đăng nhập phần mềm, sau đó chọn ngày cần xem lại video và nhấp vào tìm kiếm. Video trên timeline có màu xanh và đỏ tương ứng với thời gian xe đóng cửa và mở cửa. Nếu vào xem tập tin, các bạn sẽ thấy các file video ở đây có cả hai màu đỏ và xanh. Bây giờ bạn chọn báo động và nhấp vào tìm kiếm, sẽ chỉ còn lại các video màu đỏ khi cửa mở mà thôi. Thử trở lại timeline một chút xem sao. Các bạn thấy không, timeline cũng chỉ còn màu đỏ. Tôi sẽ phát ngẫu nhiên một vài video này cho các bạn xem. Đầu ghi camera của xe sẽ ghi nhận tín hiệu cửa liên tục trong quá trình hoạt động. Mỗi khi cửa mở ra và đóng lại, thì video trong thời gian này sẽ được gắn màu đỏ. Và những video khi cửa đóng sẽ được gắn màu xanh. Để đảm bảo cho việc kiểm soát được đầy đủ hơn, các video sẽ được cộng thêm thời gian 5 giây trước khi cửa mở và 5 giây sau khi đóng cửa. Để kiểm tra số lượng hành khách và hàng hóa lên xuống xe, bạn chỉ cần dùng máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet là được. Nếu muốn, bạn cũng có thể tải video về rất đơn giản và nhanh chóng qua mạng 4G không giới hạn khoảng cách. Nếu bạn cần tính năng này, đừng ngần ngại liên hệ với số điện thoại trên video nhé. Xin cảm ơn.